Xin chào tất cả những người bạn thân thương chân nhân của mình. Hôm nay sẽ chia sẻ chủ đề đó là hãy biết ơn những người tạo cái nghịch cảnh cho mình đó, để mình vượt qua được, mình tăng trưởng hơn và mình trưởng thành hơn. Ví dụ như trong cuộc sống mình cứ tàn 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 đúng không mọi người, giống như một cái đứa trẻ lớn lên đi, lúc nào cũng bao bọc trong cái vòng tay của cha mẹ nó, thì nó sẽ ỷ lại, có người ăn, có người lo, có người lau nhà giặt đồ cho tụi nó hết luôn. Nó về thì chỉ có cơm ăn thôi, đi học thôi. Nó thì đụng cái nó ra đời cái nó gặp rất là nhiều cái vùi dập của cuộc đời. Học ra trường đi xin việc làm không có đó, ví dụ là vậy đó. Rồi ra đường gặp nhiều cái tranh cãi, rồi đi làm sẽ gặp nhiều cái đối thủ cạnh tranh đó. Thì đi làm mọi người biết được, không phải là ai trong không phải những người đồng nghiệp ai người ta cũng coi mình là bạn đâu mọi người. Cũng giống giống trong cái nghề em đang làm YouTube nè, bữa nay nhiều cái tranh cãi lắm, không phải ai cũng coi mình là bạn hết. Thì ra ngoài đi làm nó cũng như vậy á, nó sẽ hơn thua nhau trong công việc đó. Em từng làm văn phòng, nhân viên văn phòng em biết, làm ra rất là nhiều công việc, làm công nhân cũng đã làm luôn rồi, nó tranh đua, nói chung là nó hơn thua nhau lắm mọi người đó, và cảm thấy là bất lực lắm, không có yên yên bình như là ở ở nhà đấy. Lúc nhỏ thì chưa biết suy nghĩ, chưa có lo gì hết đó, thì thích ra đường chơi lắm, tại ở nhà có mình chán đó, ra ngoài đường có bạn bè. Mà khi mà lớn lên rồi á, có gia đình có vợ con rồi đó, lại muốn về nhà sớm hơn, tại vì ở ngoài đời nó ngán lắm, kiếm tiền rồi mưu sinh rồi nói xấu nhau rồi nó ngán lắm. Nó cũng giống như trên mạng xã hội bây giờ đó, rất là nhiều kênh YouTube làm về chủ đề ấy, từng làm đấu qua đấu lại đấu qua đấu lại nó ngán lắm. Đôi khi nhiều người cảm thấy áp lực quá mà không không làm luôn, giờ người nói xấu, người nói tốt đó, rồi người xuyên tạc, rồi người mổ xẻ, rồi người chửi, chung là tùm lum hết đó. Thì đúc kết lại câu nãy giờ em nói là thì mình nên cảm ơn những cái người mà tạo nghịch cảnh cho mình. Thường thì mình sẽ rất là ghét những người chửi mình, tạo nghịch cảnh cho mình, còn đối với riêng em thì không, em sẽ cảm ơn những cái người tạo nghịch cảnh cho mình, cũng giống như em cảm ơn những cái người đã nói chuyện với em, chơi với em, đến với cái cuộc đời của em trong việc làm ăn hoặc là trong cái chuyện anh em tình cảm bạn bè, mà người ta chơi xấu em, người ta hai mặt với em, thì em biết được cái người đó như vậy, sau này em không chơi với người họ họ nữa đó. Nó sẽ biết được ngay từ đầu luôn là sau này người đó có gặp khó khăn hay là bất cứ gì thì em không có giúp, thì em biết là nó hai mặt rồi, giúp nó sẽ quay lại nó cắn mình, nó phản mình. Em bị trường hợp rất là nhiều lần đấy. Cái thứ hai đó là nó, nhưng mà mình không có hận mấy người đó nha, không có hận, không có giận nha, coi như bỏ qua cho qua, không có nói tới nữa đó. Còn hiện tại những người mà đang công kích mình, đang chọc phá mình, đang làm cái gì mình thấy mệt mỏi quá, mình áp lực quá, thôi mình chắc mình bỏ cuộc, vậy là mình đã rớt rồi đó. Mình đã tới đây rồi, cái đích nó trên đây nè, mà mình đi tới đây cái người ta quấy phá mình là mình rớt rồi, mình sao đi tới đây được đó. Thì người ta quấy phá mình thì mình đi lên, đi lên từ từ, giống như mọi người mở cái gút gút câu vậy đó. Hồi xưa thì em đi câu á, cái dây nó bị rối, em không bao giờ em mở được câu cá đó mọi người. Mà cái ông anh của em á, ông lớn hơn em 6 tuổi, ông ngồi ông mở từng ly từng tí mà ông mở ra hay lắm đó. Thì đôi khi nó có cái nghịch cảnh đó, mình phải cố gắng vượt qua nó, mình ngồi tẩn mẩn tỉ mỉ, mình suy nghĩ rồi mình cách mình tìm mình để mình giải phá ra. Khi mình phá ra được cái mà người ta gieo cho mình cái gọi là đau khổ, cái gút mắt á, thì từ từ mình sẽ đi lên, đạo đức mình với lại cái bản lĩnh trong mình đó, nó cao lên, nó tăng trưởng lên. Cũng giống như bé Tường Lam bây giờ đó, đang là 4 5 tuổi đi ha, đang quyên góp được mọi người phát gạo từ thiện đó, nhưng mà không có chuộc lại riêng nha, họ khuyến khích mọi người phát gạo đó. Thì đang mới là đang đang có đạo tâm ở năm 4 5 tuổi, thì cái tới cái năm mà khoảng 3 4 năm 3 40 tuổi đó thì bé mới trưởng thành và bé mới biết được giảng pháp giảng đạo, rồi giống như ví cho thầy trong chùa đang giảng, thì mới đi tới đây người ta khảo rồi. Rồi mình cảm thấy mà bé mệt quá, bỏ cuộc quá, gia đình bỏ cuộc quá, thôi chắc mốt không bao giờ dám quay clip đi đâu nữa hết, thì tới đây mình đã bỏ cuộc, ví dụ vậy ha. Thì mình phải cố gắng đi lên, cái bé từ từ bé ngặt lại lớn lên, lớn 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 lên, thì chắc chắn mà người ta theo cái vụ này thì ta sẽ theo hoài luôn. Lúc nào mình làm cái gì là người ta sẽ vô, người ta kiểu người ta chống phá, người ta sẽ chống, người ta phá mình, người ta nói xấu mình, người ta tìm cách xuyên tạc mình đây. Thì mình phải cố gắng lên đó, cố gắng lên mà đi, mình đi lên từng bước từng bước từng bước từng bước mà mình cố gắng lên đó, để mình đến được cái gọi là thành công của mình, thì người ta sẽ cảm thấy người ta nể mình, mà mình phá nó như vậy, mình khảo nó như vậy mà nó vẫn cố gắng, nó đi, nó kiên trì. Chắc mình thôi, mình cũng lớn tuổi rồi, thôi mình không có chống phá nữa, mình không có làm cái nghề chống phá này nữa, ví dụ vậy ha mọi người. Thì á, cái ngồi suy nghĩ lại, mình mới ngồi mình cảm ơn những người đã tạo cái nghịch cảnh cho mình, giống như em giờ nè, em ngồi lại thì em cảm ơn những cái người đã từng tạo nghịch cảnh cho em. Giống như hồi xưa em có một bạn, nó bộn tiền em, nó đi chơi với bạn gái nó,
nó mượn đúng một tháng mà có 300 ngàn nó không trả. Đó, mà khi em mượn nó em đòi nó còn này nọ, nó muốn chửi, nó muốn đánh em nữa. Có 300 ngàn thôi mà mấy năm trước rồi, 7-8 năm trước. Đó, em có gia đình, nó thì đang chưa có gia đình. Đó, thì tao nói là, ơi tao cho mày mượn tiền nha, tao giúp mày nha. Mà mày quay lại mày muốn sân si tao, mày muốn này nọ hả? Mà nó đang tạo nghịch cảnh cho mình đó. Thì mình mới cố gắng vượt qua luôn. Đó, em vượt qua luôn, vượt qua cái ngưỡng tình bạn luôn, tại vì nó không coi em là bạn nữa. Thôi bây giờ mày trả tao đi, mày trả tao 300 đi. Đó, coi như là tình bạn tao mày chấm dứt hết, mày trả tiền tao, tại mày mượn tao giờ tao cũng không có cho mày, tao cứng rắn với mày. Đó, mày không trả thì tao sẽ tới nhà mày tao đòi mẹ mày. Còn mày không trả nó thì tao vác cái lò cà ké tao đứng trước nhà mày tao ca tao hát tao đòi tiền mày. Đấy. Đó, thì em có cái cách là em phản biện lại luôn. Đó, chứ em không có chịu đựng giống như gia đình bé Tường Lam bây giờ bị rất là nhiều cái dư luận mà cứ chịu đựng âm thầm thôi. Em thì em sẽ có cái cách phản biện lại nhưng mà không có kiểu rồi xảy ra cái kiểu cái xấu hoặc là giận nó đáng mạng này nọ. Thì em sẽ giải quyết như vậy ạ. Thì nó trả tiền cho em chấp nhận mất bạn. Khi mà cho bạn mượn tiền thì phải chấp nhận, đôi khi mất luôn tiền, mất luôn bạn, còn cái trường hợp là em đòi lại được. Thì đó, thì nó đang gạo cái em nghịch cảnh thì em vượt qua được rồi. Em không chơi với nó nữa, là em biết được trong cuộc sống có một đứa nó xấu như vậy rồi. Em bỏ qua. Đó. Rồi thì đôi khi trong cuộc sống của mình hoặc là trong con đường mình đi tu cái chùa rồi đó thì mình là một cái mầm non giống như bé Tường Lam mới nhú lên được nhiều người yêu thương rồi cũng làm được số công ích trong đạo Phật, khi người được niệm Phật rồi phát gạo. Cái thường nó sẽ bị mấy con ma nó vô nó quấy rối. Ở đây em không có nói con ma là ai, không có đích thân, không có chỉ ai. Đó, thì nó sẽ có những cái xui khiến giống như là hồi xưa thì ma tôn nó có cái gọi là nó nguyền mọi người, nó nguyền rủa là tôi sẽ theo ông đời đời kiếp kiếp tôi phá ông hoặc là đệ tử của ông không bao giờ tu được với tôi. Thì giờ người nào là đệ tử của Phật đó, đi tu cũng đều bị khảo giống như Tường Lam là đệ tử của Phật. Mình nói là đệ tử thôi nha chứ mình không nói là Tường Lam là Phật nha. Rồi cái bị phá, bị nói xấu, bị dù dập nó. À, gia đình với bé vượt qua được cái ngưỡng này thì sẽ đến một cái ngưỡng khác đó, và tu tập từ từ mình sẽ tiến lên. Và từ lúc từ bữa nay thì em làm cái vụ này, em phiên gia đình, em phiên cái tốt không à, em phiên mở tiệm cơm chay để mình bán cơm chay, tự mình bán mình kiếm thêm đó, chứ không có nhận tiền từ thiện của ai đấy. Vậy cũng vô cũng nói ờ chuyến này hốt bạc rồi mở tiệm cơm chay người ta cho tiền chứ bán gì, cũng nói đó tạo nghịch cảnh cho mình. Cái thứ hai nữa nè. Trời ơi, Minh nó dạy cho bên kia làm YouTube nè, làm YouTube á, cái kiếm được tiền YouTube quảng cáo này ngon nè, làm YouTube cũng nói luôn, trong khi đó mấy người cũng đang làm quá trời, đây là mà lấy hình ảnh của người ta nữa, vậy cũng nói luôn, rồi bán hàng TikTok, bán hàng TikTok nổi tiếng, tưởng đâu sao làm nổi tiếng rồi bán hàng TikTok, trời cái gì cũng nói được luôn, mọi người không hiểu luôn á, bởi hồi chiều khán giả bình luận cho em một câu rất là hay đó là những cái người mà chuyên đi xuyên tạc nói xấu kiểu giống như con ma vậy đó, nó theo nó ám mình hoài anh ơi. Thì anh có cãi lộn với bên đó hoài thì cũng không cãi lợi, tại vì người ta bè phái đông lắm đó, người ta lương lẹo nữa, lúc này lúc nọ, lúc làm giả bộ đã thiện làm thiện rồi không làm ác nữa. Nhưng mà nó mình đạo Phật mình lúc nào cũng từ bi tin người, người ta hứa người ta sửa đổi mà cuối cùng không sửa đổi, cái người ta quay qua người ta tâm thọc mình đó, nói chung là mệt lắm. Cho nên thì qua cái clip này muốn chia sẻ mọi người á, cảm ơn những người đã tạo ra nghịch cảnh cho mình trong cuộc đời để mình tăng trưởng thêm cái đạo đức, tăng trưởng thêm cái gọi là trí tuệ cũng như là cái bản lĩnh của mình để bước tiếp và vượt qua những cái gọi là chông gai phía trước nữa. Đó. Giống như giờ em đang làm ví dụ trong chặng đường làm YouTube của em nè, trong lần đường làm nghề của em nè, thì tự nhiên em làm vô cái vụ của Tường Lam này thì bị rất là nhiều bên giờ đang đối đầu hoặc là tạo nghịch cảnh cho em. Nó thì em vượt qua được thì từ từ tăng trưởng đạo đức lên và nhiều người biết đến tới em, thì sau này đó em làm YouTube thì sẽ được nhiều người xem là như vậy đó. Rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người, những người đã tạo nghịch cảnh cho mình trong cái chủ đề của bé Tường Lam ha. Và xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ và mình có một cái gì đó trao đổi với nhau, học được cái điều gì đó nó bổ ích, chứ không phải là lên chửi nhau này nọ. Từ đây thì em xin phép là em ngừng livestream, không có livestream trên những cái kênh của em nữa, để em livestream cái bên đây vô chửi bên này chửi bên kia, và trong khi đó mình chia sẻ mà chửi qua chửi lại thì nó mất thời gian ha mọi người. Bye bye mọi người.